Con gái nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền sẽ lên sân khấu của mẹ trong live show Yêu Đời Yêu Người vào ngày 23 tháng 12. Góp phần kỷ niệm 100 năm cải lương Việt Nam, Trung tâm Ban nhạc Rạng Đông và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền quyết định thực hiện live show Yêu Đời Yêu Người. Live show nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền Yêu Đời Yêu Người sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2018 tại sân khấu ca nhạc Lan Anh, với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, nghệ sĩ nhân dân Lợi Thủy, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, danh ca Trường Vũ, nghệ sĩ Trấn Thành, Minh Nhí, Linh Tâm, Thanh Hằng, Trọng Nghĩa, nghệ sĩ ưu tú Phủ Luân, nghệ sĩ ưu tú Tú Sương, Bình Tinh, Trinh Trinh, Dương Đình Trí, Điền Trung, Lê Thanh Tảo, Nguyễn Đức, Vũ Quang Vinh, Nguyễn Lê Ba Thắng, Nam Vương, Phạm Minh Hữu Tiến, MC Hòa Hiệp, MC Ốc Thanh Vân. Đặc biệt, live show còn có sự xuất hiện của bé Hà Tiên, con gái 15 tuổi, xinh đẹp và tài năng của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Hà Tiên sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nhưng rất yêu thích bộ môn nghệ thuật cải lương, lần đầu về Việt Nam biểu diễn trên đất mẹ. Nghệ sĩ Ngọc Huyền chia sẻ live show không chỉ là một đêm diễn đánh dấu chặng đường 35 hoạt động nghệ thuật của riêng Ngọc Huyền, mà còn là nơi đánh dấu cả một thế kỷ nghệ thuật cải lương, hoài bão ước vọng của bao trái tim yêu thương dành cho cải lương hiện tại cũng như tương lai. Những người con của sân khấu cải lương như Ngọc Huyền và các đồng nghiệp phải có trách nhiệm bảo tồn, phát huy, khơi dậy tình yêu với cải lương, mang cải lương đến gần hơn với giới trẻ trong và ngoài nước. Bản thân Ngọc Huyền luôn muốn truyền tình yêu cải lương to lớn của mình cho thế hệ trẻ, nhất là với con gái Hà Tiên. Dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nhưng phải nói hát bằng tiếng Việt, đặc biệt là phải biết hát cải lương. Ngọc Huyền cho biết thêm, khi Hà Tiên đến tuổi tới trường, Ngọc Huyền quyết tâm tìm nơi cho con học tiếng Việt và đều đặn đưa con tới lớp. Dù điểm dạy tiếng Việt cách nhà khá xa, con rành tiếng Việt, Ngọc Huyền lại tập cho con hát dân ca Việt Nam. Và khi Hà Tiên đã hát được rất nhiều bài dân ca Việt Nam, thì Ngọc Huyền lại ước ao con có thể hát cải lương và yêu cải lương. Ngọc Huyền luôn kể cho con nghe rất nhiều về cải lương, về những vai diễn của Ngọc Huyền. Ngọc Huyền muốn tình yêu dành cho cải lương của con sẽ đông đầy hơn nếu con được xem mẹ và các cô chú, anh chị tập luyện, được sống trong không khí của một đêm diễn. Đó là một trong những lý do Ngọc Huyền quyết định đưa con lên sân khấu của mình trong live show Yêu Đời Yêu Người lần này. Trong tinh thần đó, live show nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền Yêu Đời Yêu Người sẽ chiếm 90% là các tiết mục cải lương, với hai soạn giả thường trực là Bạch Mai và Hoàng Song Việt, 10% còn lại là tân nhạc. Theo nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền thì người nghệ sĩ cải lương muốn tồn tại thì phải lấn sân sang các bộ môn khác, trong đó có tân nhạc. Họ phải chạy theo nhịp sóng xã hội, lấy ngắn nuôi dài, từ đó họ sẽ giữ được tình yêu cải lương mãi mãi trường tồn trong trái tim của mình. Sân khấu được thiết kế hoành tráng mới là âm thanh ánh sáng hiện đại. Chương trình do nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long dàn dựng gồm 6 trích đoạn cải lương và một số bài tân nhạc được kết nối thành mạch xuyên suốt như Anh Thơ Hào Kiệt, Dạ Cổ Hoài Lan, Sự Án Phi Giao, Tứ Đại Mỹ Nhân. Trong đó, trích đoạn Anh Thơ Hào Kiệt sẽ do chính nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền viết kịch bản. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền: "Tôi đã kết nối hình ảnh những người phụ nữ tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam là mẹ Âu Cơ, Trưng Trắc, Bà Triệu và Thái hậu Dương Vân Nga, bằng lòng tự hào của người dân là con rồng cháu lạc. Tôi cũng muốn gửi gắm niềm tự hào ấy đến những người trẻ của ngày hôm nay, đặc biệt là những bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài." Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và Trấn Thành cũng là yếu tố gây nhiều tò mò cho khán giả. Đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long khẳng định hai nghệ sĩ này sẽ tham gia một trích đoạn tuồng cổ. Họ sẽ phải tập ca hồ quảng, luyện vũ đạo để hòa trong tổng thể trích đoạn và đảm bảo sự xuất hiện của cả hai không phải là sự lắp ghép của những mảng miếu tấu hài hoặc tiết mục tạp kỹ. Tổng thiết kế ý tưởng phục trang cho live show của Ngọc Huyền do nhà thiết kế Lê Long Dũng thực hiện từ cổ đại đến hiện đại, cùng với phần góp sức của các nhà thiết kế trẻ Lâm Lâm. Nổi bật nhất là trang phục của mẹ Âu Cơ nặng 45kg, dài 3,8m. Lê Long Dũng cho biết anh đã mất hơn 1 tháng để thiết kế trang phục này để Ngọc Huyền lên sân khấu biểu diễn không bị mất sức, không vướng víu. Bà Trương Thị Thu Dung, cố vấn Trung tâm Ban nhạc Rạng Đông, đơn vị đồng tổ chức, cho biết chúng tôi sẽ mang đến cho khán giả một chương trình đặc sắc nhất từ phần nghe lẫn phần nhìn. Làm được điều này, chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi được đem chút sức lực của mình thắp sáng thánh đường sân khấu cải lương. Qua live show này, khán giả sẽ thấy cải lương sống lại, sẽ nâng cải lương lên một tầng cao mới, nhất định sẽ không làm khán giả thất vọng. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, bệnh nặng, Ngọc Huyền hứa dọn qua nhà anh ở đời tiện chăm sóc. Ở tuổi 60, sức khỏe của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không tốt, Ngọc Huyền hứa lần sau về sẽ dọn qua nhà anh năm ở để chăm sóc anh. Gần đây Ngọc Huyền được cấp phép về Việt Nam biểu diễn sau thời gian dài ở hải ngoại. Chị tham gia game show, tổ chức live show
để kỷ niệm 35 năm vào nghề, nghệ sĩ cải lương chuẩn bị cho live show Yêu Đời, Yêu Người vào tháng 12. Dàn nghệ sĩ tham dự có nhiều cây đa cây đề như nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, danh hài Hoài Linh, Kim Tử Long, Kim Tiểu Long, Phương Hồng Thủy, Minh Nhí, Thanh Hằng, Quế Trân, Trấn Thành, Dương Đình Trí, Bình Tinh, Hòa Hiệp, Ba Thắng, với nguyên dàn nhạc cổ, nhạc tân. Ngọc Huyền xây nhà thăm Vũ Linh, đồng thời mong đàn anh tham gia live show quan trọng. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cực kỳ hào hứng, anh sẽ tham gia live show của bé Huyền với điều kiện sức khỏe anh tốt. Chị cũng vui mừng không kém, live show của em gái mà có sự tham gia của anh Năm, tên thật của đồng nghiệp dành cho Vũ Linh thì còn hạnh phúc nào bằng. Nhưng sức khỏe của anh vẫn là trên hết, có thể lần sau về nước em sẽ dọn qua nhà anh ở để chăm sóc sức khỏe cho anh. Cặp đôi Vũ Linh Ngọc Huyền ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ để bàn về việc sẽ diễn lại tiết mục nào, hạn chế vũ đạo, hạn chế việc danh ca cải lương sẽ phải đi lại nhiều. Nhưng hiện tại nghệ sĩ nổi tiếng Vũ Linh sẽ không có mặt trong live show của Ngọc Huyền. Lúc này có khá nhiều lời đồn về mối quan hệ của cả hai và thắc mắc lý do. Nhưng sự thật là sức khỏe của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chưa hồi phục hoàn toàn. Vì còn khá yếu, anh chưa thể đứng lâu trên sân khấu để diễn trọn một trích đoạn cải lương. Với live show kỷ niệm 35 năm, hoạt động nghệ thuật của bé Huyền, anh xuất hiện là phải hát cải lương, chứ anh không thể hát một bài tân nhạc hay tân cổ với bé Huyền được. Như thế là sẽ làm phụ lòng khán giả yêu thương những vai diễn của Vũ Linh và Ngọc Huyền, Vũ Linh cho biết. Ngọc Huyền tâm sự, sức khỏe của anh Linh vẫn là trên hết. Tuy tôi có một xíu buồn nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của anh. Dẫu buồn, nữ nghệ sĩ cải lương đang ra sức tập luyện để cống hiến những tiết mục hay nhất và không phụ lòng mong đợi của Vũ Linh. Nghệ sĩ Ngọc Huyền mong sức khỏe của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh phục hồi thật tốt để năm sau chị sẽ chung tay cùng anh thực hiện series live show Người Đưa Đò từng rất thành công. Vũ Linh Ngọc Huyền được mệnh danh là cặp đôi vàng của cải lương. Họ từng diễn chung trong các vở Chuyện Tình Lan và Điệp như Cánh Phù Dung, Tiễn Em Theo Chồng, Vương Vương và Thiếp, Cây Đời Bác Phân Ly, Giang Sơn và Mỹ Nhân. Vũ Linh tên thật là Vũ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh được mệnh danh là thần tài của sân khấu cải lương, được khán giả biết đến với nhiều tuồng hát như Hoàng Vọng Phu, Dù Á Bùi Đời, Bức Ngôn Đồ Đại Việt, Cô Đào Hát, Lương Sơn Bá. Trong 46 năm theo nghề, nghệ sĩ Vũ Linh đoạt hàng loạt các giải thưởng lớn nhỏ. Năm 1997, anh được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Ngọc Huyền sinh năm 1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị được mệnh danh là Nữ Hoàng Chi Bảo Video. Nữ nghệ sĩ cải lương sở hữu huy chương vàng Giải Trần Hữu Trang và huy chương vàng Hội Diễn Chuyên Nghiệp Toàn Quốc năm 1990 và năm 2000, 4 giải Mai Vàng. Chị được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2001. Năm 2002, Ngọc Huyền sang Mỹ và kết hôn. Cuối năm 2014, chị được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp giấy phép trở lại Việt Nam. Cuộc sống cô đơn không vợ con của danh ca cải lương Vũ Linh. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tên thật là Vũ Văn Ngoan, thường được anh em nghệ sĩ gọi thân mật là anh Năm. Vũ Linh sinh năm 1958 tại Sài Gòn trong một gia đình có 6 chị em. Anh là thứ tư, dưới còn hai người em cũng theo nghề là nghệ sĩ Hồng Nhung và nghệ sĩ Tiểu Linh. Vũ Linh đam mê cải lương từ nhỏ, nhưng cha mẹ không cho đi hát. Hết lớp 5, anh kiếm cớ xin cha mẹ cho nghỉ, lén tới nhà thầy Văn Vĩ học ca cải lương với sự giúp đỡ của một hàng xóm gần nhà mỗi ngày chở đi. Thầy Văn Vĩ đặt nghệ danh cho anh là Hùng Tuấn Linh. Sau này đi hát, anh đổi thành Vũ Linh. Khi Vũ Linh đi hát show, được nhiều người biết thì cha mẹ mới hay con trai theo nghề. 14-15 tuổi, Vũ Linh theo đoàn hát và tên tuổi nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng của sân khấu cải lương thời bấy giờ. Trên sân khấu, anh hát cặp với ai, người đó nổi tiếng. Rất nhiều cô đào tài sắc thương thầm nhớ trộm anh, nhưng anh chọn cho mình cuộc sống cô đơn. Đó là những gì người mộ điệu biết về ông Hoàng cải lương, hồ quạng Vũ Linh. Nhưng đằng sau bức chân dung mà ai cũng biết kia còn có một Vũ Linh rất khác. Tài đức vẹn toàn, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được mọi người kính trọng bởi tài đức và sự mẫu mực cả trong nghề lẫn trong đời. Dù thân thích, ruột thịt hay là người dân nước lã, Vũ Linh luôn đối đãi bằng cả sự bao dung và âm thầm giúp đỡ, không chờ hồi báo. Theo lời kể của nghệ sĩ Hồng Nhung, Vũ Linh chưa bao giờ dùng cái tên của mình để tìm vai diễn cho các em. Thậm chí người ta tới gặp anh Vũ Linh, ngỏ ý muốn mời vai Hồng Nhung và Tiểu Linh, nhưng vì muốn giúp một nghệ sĩ khác đang gặp khó khăn, nên anh bảo thôi, mời cô A, anh B đi. Em tôi tuy có chịu thiệt, nhưng còn có tôi lo cho chúng nó được. Em gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh kể. Khi dựng tuồng, dù là đoàn hát của gia đình, nhưng trên bảng phân vai, tên của các em anh không bao giờ được để đầu, dù đều là đạo chính, ghép chính như nhau. Sự rõ ràng và mẫu mực trong từng việc nhỏ của Vũ Linh khiến cho ai ai cũng nể trọng.
Anh Phủ Linh không bao giờ phô trương, làm chuyện gì cũng âm thầm, từ xưa đến giờ đều vậy. Anh Linh đã ra nước ngoài chơi, nếu tình cờ gặp bầu xô, người ta mời diễn, cách xơi cỡ nào anh ấy cũng không nhận. Anh Linh không kiêu căng, không phách lối, nhưng anh nghĩ đi chơi là đi chơi. Anh Linh chưa bao giờ đặt nặng vấn đề về tiền bạc, nghệ sĩ Hồng Nhung cho biết thêm. Cũng theo lời kể của em gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông Hoàng cải lương hồ quảng ngày nào, là người thường xuyên làm từ thiện, nhưng chưa bao giờ khoe khoang trên báo hay với bất kỳ ai. Có những việc chỉ hai anh em nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Nhung biết với nhau. Cứ coi báo, thấy hoàn cảnh nào khó khăn, anh Linh lại tìm tới tận nơi giúp đỡ. Có lần anh Linh coi báo, thấy một cậu bé nhà nghèo bị xe tải cán gãy chân, anh rủ tôi đi thẳng vô viện, gặp trực tiếp cậu bé và bác sĩ. Anh nói với bác sĩ tôi sẽ lo hết cho cháu, vấn đề tiền bạc vô tư, các bác sĩ xin tận tình chữa trị cho cháu bé. Nghệ sĩ Hồng Nhung chia sẻ, đầy tự hào về người anh của mình. Cuộc sống cô đơn trong men rượu. Có lẽ không nhiều người biết rằng, đằng sau một nghệ sĩ Vũ Linh nghiêm khắc và khó tính, lại là người rất mềm yếu và mau nước mắt. Cả đời anh gần như dành hết sự yêu thương, lo lắng bảo bọc cho cha mẹ và các em, nên quên nghĩ tới phần mình. Mặc dù được rất nhiều cô đào nổi tiếng tài sắc, thương thầm, nhớ trộm, nhưng anh vẫn không đón nhận ai. Một ngày, anh bồng một bé gái xinh xắn về nhà và báo với mọi người đó là con anh. Anh đặt tên cho cô bé là Hồng Loan. Lúc đầu mọi người nghĩ chắc Phụ Linh ăn ở với cô gái nào nên có con rơi con rớt. Bởi Hồng Loan có nhiều nét giống người chị hai đã mất lúc nhỏ và cả em gái Hồng Nhung của Vũ Linh. Nhưng họ ra mới biết anh động lòng trước ẩn mà sinh cô bé về làm con nuôi. Mẹ của Hồng Loan năm ấy mới 16 tuổi, bị anh rể dụ dỗ, dọa nạt nên mang bầu. Bà ngoại đòi bỏ cháu vì sợ mang tiếng. Vũ Linh biết chuyện liền sinh cô bé về nuôi. Tiếng là con nuôi nhưng tình cảm gắn kết không khác gì là con ruột. Hồng Loan càng lớn càng xinh, cô bé lễ phép và yêu thương ông bà, cô dì, chú bác như ruột thịt của mình. Nghệ sĩ Hồng Nhung nhớ lại, Hồng Loan có phước lắm. Cả nhà từ mẹ tôi tới anh Tư, anh Năm, ai cũng thương nó. Ngược lại Hồng Loan chưa bao giờ kiêu căng, kể mình là con anh Vũ Linh mà có thái độ không đúng với mọi người. Hồng Loan biết trên biết dưới, sống nghĩ tình, có lẽ nó ảnh hưởng từ tính cách của cha là anh Năm Vũ Linh. Từ khi cải lương bị mất khán giả, những show diễn thưa dần, ông Hoàng cải lương ngày nào cũng lùi vào hậu trường như bao nghệ sĩ danh tiếng khác. Những biến cố trong gia đình liên tiếp xảy ra, cô con gái Hồng Loan lấy chồng sinh con rồi cũng gian dở một lần. Hồng Nhung, người em gái anh yêu thương bảo bọc từ nhỏ, có lận đận tình duyên hết lần này đến lần khác, khiến cho anh nhiều đêm dài khóc hết nước mắt. Cách đây khoảng chục năm, vì công chuyện làm ăn thất bại, Hồng Nhung lỡ để mất căn nhà tự đường do cha mẹ để lại, vừa giận vừa thương em. Nhưng chuyện đã rồi, không cứu vãn kịp. Vũ Linh buồn chán để mình chìm trong men rượu. Từ đó tới nay, có những lần say rượu, anh bị ngã say sẩm mặt mày. Nhưng khỏe rồi, anh lại uống tiếp, không ai khuyên can được. Ở tuổi 60, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sống cô đơn trong ngôi nhà riêng tại quận Phú Nhuận, sống chung nhà là vài khán giả yêu thương cải lương và mến mộ tài đức của anh. Nghệ sĩ Hồng Nhung buồn ngùi chia sẻ, tại tôi ích kỷ, nếu hồi đó tôi không nói anh Năm đừng lấy vợ, anh Năm cưới vợ về, vợ nắm quyền hết, lại xa cách gia đình, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Giờ tôi mới thấy xót cho anh mình, phải chi anh Năm có người ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc thì tốt biết mấy. Giờ tôi chỉ muốn làm mọi điều để cho anh Năm vui.